Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên báo phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 28 tháng 11 năm 2019. Thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em cập bến rất nhiều mặt hàng kg và nhiều mặt hàng lan thuần đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn đấy ạ. Đặc biệt thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em sẽ thanh lý những cái phần hàng đai châu và thêm những phần dáng hương đuôi cáo với cái giá rất là rẻ để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên cơ sở lan rừng nhà em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Trước tiên thì em xin được giới thiệu với cô chú anh chị một cái loại hoa nở Tết mà gần như những tất cả những người ai thì đều có cho mình trong những ngày Tết đến xuân về, đó là những cây đào ạ. Và đây là những cây đào thất thốn cô chú anh chị nhé. Những cây này đã được tạo thế ạ. Đó, những cây này đã được, tất cả những cây này đã được tạo thế này. Và đây là tình trạng cây. Đó. Những cây đào tạo thế này, đào thất thốn hay còn gọi là đào tiến vua. Và những cây đào tạo thế như vậy em xin phép được bán với giá là 150.000 cho một cây đào thất thốn nhé cô chú anh chị. Hàng đang chi chít nụ luôn đây cô chú anh chị này. Đó, hàng đang chi chít nụ như vậy ạ. Và dòng đào thất thốn này thì cô chú anh chị biết rồi, nó là một trong những cái dòng đào có mặt bông kép, màu sắc rất là đẹp. Một cái dòng đào rất là nổi tiếng luôn ạ. 150.000 cho một cây đào thất thốn cô chú anh chị nhé. Và đây là chính là cái sắc hoa của dòng đào thất thốn này cô chú anh chị này. Đó, cái sắc hoa bông kép rất là đẹp. Màu sắc tươi sáng và mặt bông kép rất là đẹp nhá. Rồi tiếp theo bên này sẽ là rất là nhiều mặt hàng kg hôm nay vừa cập bến bên cơ sở lan rừng nhà em. Và là nhiều loại mặt hàng sẽ nở vào dịp Tết cô chú anh chị nhá. Trước tiên là cái lô hoàng thảo đùi gà dẹt này cô chú anh chị này. Đùi gà dẹt thì chắc là những cái nơi ấm áp thì chắc sẽ nở vào dịp Tết ạ. Một cái dòng hàng mà có hoa vô cùng là rực rỡ luôn. Thời điểm hiện tại thì hàng đã bắt đầu là lên giá rồi cô chú anh chị ạ. Tại vì chuẩn bị đến mùa hoa của dòng này mà. Hàng rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Nói chung là đẹp cô chú anh chị ạ. Một số cây thì cũng hiện tại là đang mùa xuống lá rồi, đang mùa xuống lá rồi mà còn hàng đẹp mơn mởn như thế này thì là đây là một cái lô hàng rất là tuyệt vời. Và hoàng thảo đùi gà dẹt em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. 180.000 ạ. Một cái dòng lan mà hoa rất là đẹp và rất là khỏe cây. Và đùi gà thì hôm nay em ngoài cái đùi gà dẹt thì em còn có đùi gà của vùng Cao Bằng nhé cô chú anh chị. Đùi gà của vùng Cao Bằng rất là xanh tươi và đây là đùi gà tròn vùng Cao Bằng ạ. Và đùi gà tròn vùng Cao Bằng thì cô chú anh chị mà xem em bán những cái buổi live thì biết rồi. Cái mặt bông phải nói là đẹp vô cùng xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Bông hoa to và cánh tím. Có những cây cánh tím, có những cây cánh phớt. Tím phớt hồng, đỏ, rất là đẹp. Và cái mắt nhung đen nhé cô chú anh chị. Đặc biệt là có cái mắt nhung đen đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, dòng đùi gà của vùng Cao Bằng này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 200.000 1 kg và thỉnh thoảng thì mới có một cái lô hàng về thôi ạ. Chứ không có nhiều đâu cô chú anh chị này. Tại vì vùng em thì cũng không có nhiều đùi gà. Đùi gà tròn thì không có nhiều cô chú anh chị ạ. Còn bên này đây là lô hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì mùa này cũng đang xuống lá rồi, nhìn rất là xấu mã luôn cô chú anh chị này. Đấy, tuy nhiên thì cái hàng mùa xuống lá thì cô chú anh chị đừng quan tâm đến những cái lá của nó làm gì. Hàng này thì xuống lá rồi và sau đó thì nó sẽ lên mầm tơ mới thì nó sẽ xanh mơn mởn thôi ạ, không có vấn đề gì cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị là người chơi lan thì biết hiểu đặc điểm của nó thì không có vấn thì sẽ thấy rằng là những cây như vậy nó không có vấn đề gì. Hàng hoàn toàn mới và vừa mới cập bến. Và với cái lô hàng này em xin phép được bán với giá là 110.000. 110.000 cho 1 kg hoàng phi hạc. Hàng đang xuống lá và cực kỳ là lợi cân luôn cô chú anh chị nhé. Rất là lợi cân ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo. Hôm nay em vừa về đó là lô hạc vĩ thiên cung màu hồng phấn cô chú anh chị nhé. Màu sắc hồng phấn và riêng những cây này thì cô chú anh chị xem là nó toàn bộ là 100% thân hoa. Hàng đang xuống lá hết rồi nên là cô chú anh chị cứ yên tâm, hàng thân cây rất là khỏe luôn ạ. Đó, là cô chú anh chị chỉ cần sở hữu cho mình 1 kg thôi thì cô chú anh chị đến xuân đã có một cái suối hoa để ngắm rồi. Và dòng hạc vĩ thì phải nói là
một trong những cái dòng lan dễ thuần nhất ạ. Mà hoa lại cực kỳ là sai cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì khi mà ra hoa thì từ những cái mắt đốt ở gốc nhất thì nó cũng sẽ cho hoa luôn đấy cô chú anh chị ạ. Rất là sai hoa luôn. Em chỉ bán với giá là 160.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Riêng dòng hạc vĩ, những cái dòng hàng thân thòng mùa này, cô chú anh chị lấy cái hàng như dòng hạc vĩ thì lấy hàng mà rụng lá như thế này thì cực kỳ là lợi cân và rất là yên tâm luôn nhé. 160.000 cho 1 kg thôi ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó là hoàng thảo chuỗi ngọc nhé cô chú anh chị. Hoàng thảo chuỗi ngọc là một cái dòng lan cũng có mặt hoa rất là rực rỡ đẹp xuất sắc nhé. Và đẹp từ thân rồi cô chú anh chị này. Dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc của hàng hôm nay thì em sẽ bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Dòng hàng này thì cũng như nhà em thì cô chú anh chị thì không biết như thế nào, nhưng mà như riêng nhà em trồng thì nó cũng rất là dễ thuần dễ trồng cô chú anh chị ạ. Mùa này thì nó cũng đang chuẩn bị nứt mắt nụ rồi đấy cô chú anh chị, nên là cô chú anh chị muốn sưu tầm để ngắm một cái giò chuỗi ngọc hoàn hảo thì có thể lấy từ bây giờ nhá. Còn bên này là hoàng thảo đơn cam này. Hoàng thảo đơn cam hàng cũng đang bắt đầu chuẩn bị sưng mắt nụ nhá. Em bán với giá là 600.000 cho 1 kg và em bán từ 200g trở lên cô chú anh chị nhá. Từ 200g trở lên. Và riêng dòng này thì nó chỉ cần dài một đốt ngón tay thôi là nó cũng đã có thể cho hoa rồi. Đấy cô chú anh chị nhìn đơn cử ví dụ như là cái nhánh này, nhánh đơn cam này cô chú anh chị này. Mùa ấy nhánh đơn cam năm ngoái nó rất là ngắn mà năm nay một rất là sai quả chi chít như thế này thì cô chú anh chị có thể hiểu là nó ngắn thì nhưng mà vẫn có khả năng cho hoa. Đấy. Đó là cái đặc điểm của giống cây nhá. 650.000 cho một 600.000 cho 1 kg, em bán từ 200g trở lên ạ. Còn bên này đây là lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Lô hàng hôm nay về phải nói là em cực kỳ là ưng ý luôn cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hàng quá là mướt như thế này. Đấy, toàn là thân hoa thôi cô chú anh chị ạ, bản lá thì rất là dày nhá. Và cái dòng kiều tím miền Trung, cái lô hàng hôm nay em lấy ấy, là cái vùng miền mà có mặt hoa khá là tím đậm đẹp nhá, chứ không phải là ở những cái vùng khác hoa nó sẽ chỉ hơi trắng và phớt hồng một tí. Nhờ cái vùng này em lấy thì nó có phần là sẽ hơi tím, sẽ tím đậm. Tím đậm, một sắc tím sẽ đậm hơn nhá. Dòng kiều tím miền Trung này thì em sẽ bán với giá là 300.000 cho 1 kg kiều tím miền Trung này. Còn bên này là kiều vàng của vùng Cao Bằng. À, kiều mỡ gà ấy, kiều vàng gì đó của chú chị. Em thấy nhiều nơi người ta gọi là kiều mỡ gà. Em đây, kiều của vùng Cao Bằng. Rất là xanh lá, đẹp như thế này. Hàng này em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Hàng rất là đẹp luôn cô chú chị ạ. Nói chung là đẹp, rất là đẹp. Còn ở đây thì nó là hoàng thảo vảy rồng ạ. Hoàng thảo vảy rồng 110.000 cho 1 kg. Một cái dòng lan mà có sức sống rất là mãnh liệt. Và từ mỗi giả hành khi mà ra hoa nó sẽ ra những cái chùm hoa màu vàng rực rỡ. Rất nhiều bông của chú anh chị nhé. Còn đây là kim điệp xuân. Đấy, kim điệp xuân thì hàng nó cũng tương tự, kiểu hoa cũng gần tương tự như là hoàng thảo vảy rồng. Màu sắc cũng vàng rực rỡ. Và khi mà ra hoa mỗi một giả hành này thì bắt đầu nó sẽ ra những cái chùm bông, những cái vòi bông màu vàng đẹp nhất của chú anh chị. Mang sắc vàng của nắng ấm của mùa xuân ạ. Hàng này thì em sẽ bán với giá là 140.000 cho 1 kg kim điệp xuân. Hàng thời điểm bây giờ cũng đang xuống lá chuẩn bị nứt mắt nụ cho hoa nhé cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị nếu như muốn sưu tầm những cái dòng lan đẹp, có muốn cho mình một cái giò lan thật là đẹp thì thời điểm bây giờ là thời điểm thích hợp nhất ạ. Chứ đừng đợi nó khi mà nó đã ra nụ rồi thì nó khi mà đóng gói vận chuyển từ rừng về và đóng gói vận chuyển đi thì nó cũng sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng nhá. Còn đây là hoàng thảo Trần Tuấn này cô chú anh chị này, một trong những cái dòng lan rất là nổi tiếng luôn cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 1.600.000 cho 1 kg và bán từ 200g trở lên cô chú anh chị nhá. Đấy, với số tiền là hơn 300.000 một xíu thì cô chú anh chị đã có thể sưu tầm cho mình một cái dòng lan rất là quý rồi. 1.600.000 cho 1 kg. Dòng hàng này thì hoa phải nói là cực kỳ là bền. Dáng hương đuôi sóc. Hàng hôm nay em thanh lý nốt. Ôi còn mấy cây rất là to luôn. Trời ơi, đẹp không ạ? Rồi, riêng hai cây to này. Hai cây to này. Có hai cây to lá xếp rất là đẹp. Đẹp. Đấy, hai cây to này em bán với giá là 60.000 nhé cô chú anh chị. Còn toàn bộ cái lô này, còn lại cái chỗ toàn bộ cái chỗ này em bán với giá là 100.000 cho toàn bộ lô này. 100.000 cho lô lô dáng hương đuôi sóc này. Đấy. Đấy.
Còn đây là giáng hương quế tím nhé cô chú anh chị. Giáng hương quế tím ạ, những cây quế tím lá xếp rất là xinh luôn. Đó, là tình trạng cây. Cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ để ghép, để sang xuân mình có một cái giò lan ổn định để có thể cho những bông hoa căng đẹp nhất nhé cô chú anh chị. Dòng giáng hương ạ. Giáng hương quế tím này em bán với giá là 140.000 cho 1 kg quế tím. Còn đây là dòng lan long tu xuân này cô chú anh chị, cũng đã xuống hết lá rồi, khô ráo và sạch sẽ. Hàng này thì vận chuyển thì quá là ok luôn. Hàng này thì em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Dòng long tu xuân của chú anh chị nhé, khô ráo, rất là đẹp cây ạ. Còn đây là hoàng thảo Phật Ngọc này cô chú anh chị. Hoàng thảo Phật Ngọc rừng, rất là đẹp cây luôn cô chú anh chị ạ. Đó, thì hàng rừng thì bao giờ cũng sẽ có một thân già kèm theo, một thân tơ kèm theo vài thân già cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo Phật Ngọc em bán với giá là 350.000 cho 1 kg. Và đây là mặt hoa của nó. Thực sự nó rất là đẹp cô chú anh chị này. Cánh trắng muốt, cái họng vàng và điểm một chút xíu mắt đen cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn ạ. 350.000 cho 1 kg. Còn đây là long tu đá hoa tím. Cái dòng hoa long tu, à không, đây là hoàng thảo vôi, vôi bắc. Hàng này thì có mặt hoa tím lịm luôn cô chú anh chị nhé. Và hương thì vô cùng là thơm ạ. Đây là cái mặt hoa nở thực tế này cô chú anh chị này. Mặt hoa nở thực tế tại vườn nhà em nhé. Mặt hoa của hoàng thảo vôi đây ạ. Bên ngoài sắc tím nó còn đẹp hơn rất là nhiều. Tím và phớt hồng, tím đậm và phớt hồng rất là đẹp luôn. Cái dòng hoàng thảo vôi bắc thân tím này, cái mặt hoa tím này thì em xin phép được bán với giá là 250.000 cho 1 kg của chú anh chị nhé. Thì em thấy là nhiều nơi người ta cũng có bán vôi với cái giá nó có thấp hơn một xíu. Tuy nhiên thì những cái hàng đó thì cái sắc hoa của nó chắc là sẽ không cái sắc hoa tím này thì giá thành nó sẽ cao hơn cô chú anh chị nhé. Với giá là 250.000 ạ. Đó, để cho cô chú anh chị sưu tầm. Còn bên này là trầm tím rừng Myanmar. Trầm tím rừng Myanmar. Hàng rừng nên là cũng không tránh khỏi đây. Hàng rừng thì bao giờ nó cũng nhìn không có đẹp mã cô chú anh chị này. Mùa xuống lá nữa thì nhìn khô cong queo. Mà những người nào mà không chơi lan ấy thì người ta có khi cho không, người ta còn không lấy luôn cô chú anh chị ạ. Đây là trầm tím rừng Myanmar. Em bán với giá là 750.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái sắc hoa của trầm tím rừng Myanmar. Nhưng mà khi mà ra hoa thì cực kỳ là đẹp như vậy này. Đó, dòng trầm tím rừng Myanmar nhá. Và ngoài ra thì hàng rừng khi mà cô chú anh chị sưu tầm thì nó có thể có được những cái mặt hoa đột rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, và hàng rừng thì cũng không tránh khỏi một số cây nó cũng sẽ có rứt mẻ cái đầu ngọn một chút xíu cô chú anh chị nhá. Còn đây em có một cái phần hoàng thảo xoắn phải nói là đẹp tuyệt vời luôn này. Em cũng sẽ bán 300.000 1 kg. Và ở đây thì chắc là chỉ rơi vào khoảng tầm 1 kg thôi. Chỗ này thôi em bán 300.000 cho chỗ này. Em bán thôi, chỗ này em bán 300.000 luôn cô chú anh chị nhá. Và ở đây em có duy nhất một cái dề bạch ngọc đuôi công ạ. Bạch ngọc đuôi công hàng hoa Tết thì như là em thấy đang có cây nó đang sưng mất nụ rồi này. Đang thấy sưng một mắt nụ đây rồi, không biết là còn có nụ nào nữa hay không. Một dề duy nhất thôi. Dề duy nhất thôi, còn có một quả to đùng luôn này. Dề này em bán với giá là 170.000 cho dề này nhé cô chú anh chị. 170.000 cho dề bạch ngọc đuôi công này. Rồi tiếp theo bên này sẽ là rất là nhiều mặt hàng lan thuần và những cái phần giáng hương đuôi cáo đây nhé. Em muốn giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn đây ạ. Trước tiên là cái dòng lan hồ điệp, một trong những cái dòng lan mà có mặt hoa đẹp nhất trong được liệt vào một trong 7 cái mặt đông mà đẹp nhất và cái độ bền thì của nó thì phải chơi trên 2 tháng trở lên cô chú anh chị nhé. Chơi trên 2 tháng trở lên ạ. Và dòng hàng hôm nay thì em sẽ có tất cả các cây thì đều có từ 2 vòi nụ trở lên. Và những cây này thì cô chú anh chị có thể sưu tầm để nở, để mình có một giò lan Tết thật là đẹp để ngắm nhé. Và ở đây thì em sẽ có 4-5 cái mặt hoa để cô chú anh chị có thể lựa chọn này. Mặt hoa thứ nhất này, mặt hoa thứ hai. Đây ạ, đen giò thì quá là tuyệt vời luôn. Đó, đẹp lắm cô chú anh chị này. Mặt hoa thứ ba này, mặt hoa thứ tư. Và mặt hoa thứ năm là trắng tím như kia cô chú anh chị nhé. Đó, có 5 mặt hoa để cô chú anh chị lựa chọn như vậy. Và mỗi một cây thì từ 2 vòi hoa trở lên. Và mỗi một giò lan
hồ điệp từ hai vòi nụ to đùng như vậy, rất là khỏe, cây đẹp như thế này. Em bán với giá là 85.000 cho một cốc cô chú anh chị nhé, 85.000 cho một cốc. Đấy, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm những cái giò này. Một dạo nữa thì em nghĩ là nó không, khi mà cô chú anh chị mua một dạo nữa gần đến Tết, nó không rơi dưới 150.000 cho một giò đâu cô chú anh chị. Đấy là cái khẳng định thực sự của em. Tại vì em cũng đã bán khá là nhiều năm. Khi mà sát Tết thì cái giá thành của hàng này thì nó lên rất là nhiều. Còn bên này thì em còn có vài cốc hồ điệp lá biên. Vài cốc hồ điệp lá biên, và những cốc hồ điệp lá biên này thì nó cũng cũng có một hai ngồng nụ. Những cây mà có một ngồng nụ thì em sẽ bán với giá là 90.000. Còn những cây có hai ngồng nụ em bán với giá là 101 cô chú anh chị nhá. 101 cho cây có hai ngồng nụ và 90.000 cho cây có một ngồng. Và đây cô chú anh chị cùng nhìn cái lô hồ điệp bên em về hàng. Đang nụ rất là xinh như thế này. Còn bên này đây là lô kiếm thái hoa vàng cô chú anh chị nhé. Kiếm thái hoa vàng, cái lô kiếm về rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Những cái chậu kiếm thái hoa vàng một chậu như vậy thì rơi vào ít nhất là từ 3 tép ạ. Ít nhất 3 tép. Dòng hàng kiếm thái hoa vàng này nó là dòng kiếm được lai tạo từ những cái mặt bông kiếm đột biến rất là đẹp ở rừng về nhé cô chú anh chị. Nên là có thể đáp ứng cho cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một mặt bông kiếm thật là đẹp cho những ai yêu thích dòng kiếm ạ. Cây rất là đẹp như vậy, em bán dòng kiếm thái hoa vàng này với giá là 150.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 150.000 cho một chậu dòng kiếm thái hoa vàng này đây. Còn bên này đây là những cái dòng lan cây cửu bảo tiên nhé cô chú anh chị. Những cây cửu bảo tiên này thì những cây mà nó dài từ dưới 20 cm em bán 130. Dưới 20 cm thì bán 130 và trên 20 cm em bán là 150.000 cho một cây cô chú anh chị nhé. Dòng lan cửu bảo tiên ạ. Đó. Còn còn sang bên kia. Sang bên kia là những cái giò dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị này. Những cái giò dáng hương đuôi cáo rất là đẹp luôn. Dáng hương đuôi cáo cũng là một cái dòng lan, nếu như nói về cái sự thuần thì nó cũng là một cái cây lan khá là khó cô chú anh chị này, khá là khó ạ. Ở vùng em thì nói chung là nó dễ, nhưng mà về chỗ cô chú anh chị thì nói chung nhiều cô chú anh chị cũng nhận xét là nó khá là khó thuần. Và những cái cây giò lan dáng hương đuôi cáo này thì những cái giò thuần này cũng là một cái lựa chọn để cô chú anh chị có thể có cho mình, sưu tầm cho mình một cái giò cáo đẹp ạ. Và giò cáo này cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nó thuần rất là lâu rồi, bởi vì cái bộ rễ của nó quá là kinh khủng luôn như thế này. Đó. Bộ rễ của nó ra chi chít rất là dài như vậy nhá. Và mỗi một giò cáo này thì nó sẽ rơi vào từ ít nhất là 4 tay hoa trở lên, 4 cái thân 4 cái 4 thân trở lên cô chú anh chị nhá. Thì em bán với giá là 250.000 cho một giò dáng hương đuôi cáo cô chú anh chị này. Đó, 250.000 cho một giò dáng hương đuôi cáo ạ. Và cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ về nó để nó thích nghi với lại cái khí hậu ở chỗ cô chú anh chị. Để đến mùa hoa nó sẽ cho những cái bông hoa thực sự là căng và đẹp nhất ạ. 250.000 cho một giò dáng hương đuôi cáo nhé. Và từ 4 thân trở lên cô chú anh chị nhé, hàng chậu gỗ đã thuần rất là lâu. Còn bên này là những cái giò sơn thủy tiên cũng rất là đẹp này cô chú anh chị này. Cái giò sơn thủy tiên cũng rất là đẹp luôn ạ. Dạ. Những cái giò sơn thủy tiên hàng chậu nhựa giả gỗ như vậy em bán với giá là 320.000 cho một chậu. Hàng này cô chú anh chị mang về tặng bạn bè, tặng người thân, hoặc là cô chú anh chị mang về chơi thì đều rất là đẹp ạ. Đó, rất là đẹp. Đấy, nếu như tặng bạn bè thì thực sự nó quá là ý nghĩa luôn. Tặng bạn bè người thân thì quá là ý nghĩa luôn. Đấy, ngắm thân không đã thích rồi, không chê vào đâu được cô chú anh chị này. Nhìn rất là cảm tình luôn rồi. Còn bên này là những cái chậu mà em bán cái giá những chậu nhựa này thì em sẽ bán với giá rẻ hơn, nó ít giả hành hơn. Hàng chậu nhựa nhá. Cũng là sơn thủy tiên. Những cái chậu này em sẽ bán với giá là 250.000. Đó, cô chú anh chị muốn lấy cái chậu nào, muốn sưu tầm loại cỡ nào thì có thể báo để em sẽ chọn hàng cho cô chú anh chị. 250.000 cho một giò sơn thủy tiên như vậy. Rồi còn bên này. Bên này thì em sẽ có những cái phần dáng hương đuôi cáo, những phần đai châu em bán thanh lý để giao lưu cùng cô chú anh chị nhé. Thứ nhất là những cái hình đai châu này. Hình đai châu số 1. Hình đai châu số 1 có hai cây đai châu rất là lớn luôn ạ. Và hàng cây đang nụ cô chú anh chị nhé. Đây cây số 1 này. Cây số 1 này thì bị chấm lá ở đây rồi. Nhưng mà cây số 2 thì rất là to. Cây này thì chắc chắn là sẽ có hai nụ này.
để cô chú anh chị có thể chơi hoa Tết rồi. Đẹp. Ít nhất là hai nụ nhá cô chú anh chị. Đây. Đó, hai cây đai châu này em xin phép được bán với giá 320.000, nó rất là lớn cô chú anh chị ạ. Hình tiếp theo là hình số 2, là một hình đai châu lá mít, có 3 cây, em bán với giá 380 này. Cây số 1 này. Cây số 2 đây cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn ạ. Và cây số 3 này. 380.000 cô chú anh chị nhá. 3 cây châu lá mít rất là đẹp ạ. Hình tiếp theo là hình số 3 với giá 300.000. Đây em cũng có hai cây châu lá mít ạ. Cây thứ nhất này. Cây thứ hai đây. Đó. Hai cây châu lá mít như vậy với giá 300.000 nhá. Hình số 4 với giá 360 ạ. Hình 4 360 này. Đây, cây số 1 này. Cây mít số 1 này. Cây số 2. Và cây số 3 đây cô chú anh chị nhá, rất là đẹp luôn, ba cây rất là đẹp. Với giá 360, hàng đang nhú nụ, nó quá là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 5 với giá 250.000. Có một cây số 1 này, cây số 2 đây này, cây số 3 đây. Và cây số 4, có 4 cây đẹp như vậy mà giá chỉ có 250.000 thôi cô chú anh chị nhá. Thực sự quá là bèo này. Hình tiếp theo là hình số 6 với giá là 340.000, 340.000. Đây cây mít số 1 rất là đẹp luôn. Cây mít số 2 này. Và cây mít số 3. Cây số 4. Có 4 cây đẹp như vậy. Em xin nhắc lại giá của nó là 340.000 cho 4 cây đai châu này. Đấy. Sang hình tiếp theo là hình số 7 ạ. Hình số 7 này với giá là 12 cây tất cả với giá 220.000. 12 cây giống cô chú anh chị nhá, với giá 220.000. Đấy, mỗi một cây còn chưa đầy 20.000 thì cô chú anh chị có thể về ghép trụ hoặc là ghép vào chậu thì đều có một cái giò lan. Đẹp để sau này mình sưu tầm nhá. Có 12 cây với giá 220.000 cô chú anh chị nhá. Hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này thì em có một cây lá rất là dài luôn này. Lá rất là dài luôn cô chú anh chị này. Nhưng mà lại không có ảnh hưởng lắm nhiều lắm khi đóng gói vận chuyển nhá. Thì rất là dài luôn ạ đây ạ. Dài đến 40 cm. Và cây bên này là cây một mẹ hai con này. Hình này em bán với giá 280.000 ạ. Hình tiếp theo hình số 9. Hình số 9 đây. Em bán với giá là 200.000. Cây số 1 này. Cây số 2 đấy. Cây số 3 đây. Cây số 4 này. Cây số 5 này. Cây số 6, có 6 cây tất cả. Đấy, 6 cây tất cả lỗi lá như vậy, 220.000. Hình tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này có 3 cây em bán 180.000. Đấy, 3 cây lỗi lá và hàng đang chi chít nụ luôn. Đây, hàng đang nụ luôn ạ. Cây số 1 bản lá dày cộp cắt một lá. Cây số 2 đang nụ. Cây số 3, 180.000 cho hình này. Nói tiếp theo là hình số 11 với giá 260. Cây số 1 này. Cây số 2. Cây số 3, cây số 4, cây số 5. Đấy, 5 cây như vậy. 5 cây này thì không có lỗi lá mấy nhá. Hình 12 với giá 180 này. Cây này hai nụ luôn này cô chú anh chị này. Cây số 1 này, cây số 2 này. Cây số 2 như vậy nhá. Và cây số 3. Hình tiếp theo hình 13. Hình 13 với giá là 180.000. Cây số 1 này. Cây số 2. Và cây số 3 cũng 180.000. Rồi sang bên này sẽ là những cái phần giá hương đôi cáo rất là xinh, một cái giá rẻ bất ngờ luôn cô chú anh chị này. Hình số 14 này. Hình số 14, một cái phần giá hương đuôi cáo này cô chú anh chị này. Phần giá hương đuôi cáo này em sẽ bán với giá là 140.000 cho phần này cô chú anh chị nhá. Có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây nhá. 6 cây giá hương đuôi cáo xinh như vậy, giá 140.000. Hình tiếp theo hình 15 với giá có 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho hình này. Có 4 cây giáng hương đuôi cáo như vậy nhá, 100.000 ạ. Hàng những cây này cô chú anh chị nhìn thấy là trưởng thành rồi và năm ngoái cho những loài hoa rất là dài. Tiếp theo là hình số 16 với giá là 150.000. 150.000 cho phần giáng hương hình 16 này. 1 2 3 4 5 6 7 cây. 7 cây với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị. Năm ngoái đã cho những cái vòi hoa như vậy rồi. Hình tiếp theo là hình số 17. Hình 17 này với giá 160.000 ạ. 160.000.
Đấy, cô chú anh chị cùng quan sát cho em, hình này có 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây tất cả nhá. 8 cây tính ra mỗi cây chỉ rơi vào có 20.000 thôi này. Đó, 160.000 cho hình dáng hương đuôi cáo này. Hình số 18. Hình số 18 này với giá 150.000 cô chú anh chị này, 150.000 cho hình này nhá. Dạ, các cái cây này thì cô chú anh chị nhìn thấy là nhiều cây đang có những cái vòi hoa ở những năm trước rồi, rất nhiều cây luôn. Hình này có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây luôn. 10 cây giá 150.000. Hình 19 với giá 140. 140 cho hình này. Có 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. 8 cây này với giá 140. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy là những cây này năm trước thì nó cũng đã cho hoa rồi này cô chú anh chị này. Đó, quả của nó này 140 hình này. Tiếp theo hình 20 với giá cũng 140. Dạ, yeah. Cô chú anh chị cứ yên tâm là em bán rẻ, không phải là bán hàng cây giống cho cô chú anh chị. Cây gọi là chưa không có khả năng cho hoa đâu nhá. Hình này 140 với số cây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10 cây. 10 cây với giá 140. Tính ra mỗi cây cáo như vậy có 14.000. Tiếp theo là hình số 21 với giá 150.000. Đây em có một nguyên một dề này. Nó bằng nguyên bản luôn, còn có gỗ bá mà gốc này cô chú anh chị này. Cái giò này có bao nhiêu cây đây? 1 2 2 này. 4 5 cây rồi ạ. Ngang bằng nguyên bản luôn cô chú anh chị nhá. Đây. Và thêm 2 cây rời này nữa này. Đủ cô chú anh chị có một giò sum suê luôn đấy ạ. Hình này 150.000. Tiếp theo là hình số 22 với giá 160.000 cho hình này. 160.000 cho hình này có 1 cây, có những cây lá tím nữa này, 2 cây, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cây cô chú anh chị nhá. 13 cây với giá là 160.000 cho toàn bộ hình này. Hình số 23 với giá 140.000. Đây, lô này 140.000. 1 2 chỗ này có một khóm này có 3 cây, 4 cây luôn này này. 5 này. 6 7 8 9 cũng nói chung là cũng trên 10 cây. 140.000 cho hình này. Em có duy nhất hai bó nghệ tâm hàng đang chuẩn bị sưng nụ rồi. Mỗi một bó 50.000 cô chú anh chị nhá. Có hai bó thôi ạ. Mỗi bó đủ cô chú anh chị ghép một giò sinh nhá. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Rừng nhà em đang có ạ. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Lan Rừng bên cơ sở Lan Rừng nhà em ạ.